Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 10 tháng 11 năm 2021 về việc đề xuất 1 triệu tỷ đồng cho nền kinh tế qua hỗ trợ lãi suất. Bộ Tài chính đang tham mưu cho chính phủ gói kích cầu bằng hỗ trợ lãi suất mỗi năm khoảng 20.000 tỷ, 2 năm khoảng 40.000 tỷ. Như vậy, nếu hỗ trợ 4% thì chúng ta có 1 triệu tỷ đưa vào nền kinh tế. Làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm tại phiên thảo luận chiều nay 9 tháng 11. Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước cho biết nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước năm 2021 đã hoàn thành. Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán đề ra, chi ngân sách đảm bảo bám sát dự toán và bộ chi ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định. 4% GDP theo nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt chính phủ đã ban hành một loạt chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp và người dân cũng như phòng chống dịch bệnh với tổng mức khoảng 200.000 tỷ đồng. Chính sách tài khóa được điều hành linh hoạt đối với dư địa của nợ công còn lớn cần tăng bộ chi ngân sách. Bộ trưởng cho biết dư địa không còn nhiều vì giai đoạn 2016 đến 2020 tổng vay của chính phủ là 1.852.000 tỷ đồng. Thì giai đoạn 2021 đến 2025 dự kiến vay 3.068.000 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với giai đoạn trước. Bộ Tài chính rất ủng hộ các gói kích cầu để đảm bảo thúc đẩy kinh tế phát triển. Chúng tôi đang tham mưu cho chính phủ gói kích cầu bằng hỗ trợ lãi suất mỗi năm khoảng 20.000 tỷ, 2 năm khoảng 40.000 tỷ. Như vậy, nếu hỗ trợ 4% thì chúng ta có 1 triệu tỷ đưa vào nền kinh tế. Sau đấy thì thúc đẩy tạo việc làm, thúc đẩy sản lượng, giảm bội chi ngân sách vào những thời kỳ sau. Bộ trưởng Hồ Đức Phước cho biết rút kinh nghiệm từ hỗ trợ lãi suất năm 2009 giá trị 1 tỷ đồng dẫn đến nợ xấu. Bộ trưởng cho biết thay vì hỗ trợ trên diện rộng và dàn trải sẽ hạn chế lại đối tượng tập trung vào các đối tượng có khả năng đầu tư, tăng thêm giá trị cho nền kinh tế, đặc biệt là các đối tượng vay không có nợ xấu và đảm bảo đủ điều kiện vay và thủ tục đơn giản, quyết toán dễ dàng và chính xác chặt chẽ. Đối với ý kiến của đại biểu Quốc hội liên quan đến thu ngân sách nhà nước năm 2022 chỉ 3,4% và tỷ lệ huy động chỉ 15,1%, thấp hơn so với kế hoạch, Bộ trưởng cho biết có những giai đoạn đột xuất bất thường, các cơ chế chính sách thay đổi, tốc độ thu ngân sách nhà nước không tỷ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng GDP. Thực tế, giai đoạn 2011 đến 2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế là 5,25% thì thu ngân sách nhà nước chỉ đạt 2,2%. Hay năm 2020 GDP tăng 2,91% nhưng thực tế thu nội địa chỉ đạt 1,6%, trong đó khu vực giảm 2% so với cùng kỳ. Bộ đã thảo luận với các bộ, ban ngành và các địa phương rất kỹ, nên mong đại biểu Quốc hội ủng hộ ba vấn đề cần khắc phục, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho hay. Từ công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế xã hội vừa qua đã cho chúng ta rất nhiều bài học quý báu. Đặc biệt đã cho thấy những điểm khiếm khuyết cần phải điều chỉnh kịp thời cho một tương lai để bảo đảm phát triển an toàn hơn và bền vững hơn. Ba bài học sâu sắc được Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề cập. Cụ thể, năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng đang còn thiếu và yếu, dẫn tới lúng túng trước những diễn biến nhanh và phức tạp của dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng của người dân, hoạt động kinh tế, việc làm, đời sống nhân dân. Thứ hai, năng lực quản trị xã hội, quản lý nhà nước, xử lý tình huống của chúng ta còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu, dẫn đến lúng túng, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, cục bộ địa phương, làm đứt gãy quá trình lưu thông hàng hóa, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất và tiêu thụ. Thứ ba, chúng ta thấy sức mạnh, vai trò của hệ thống chính trị và của người dân là rất lớn. Theo đó, cần phải có sự kết hợp và hỗ trợ của Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế. Đây là ba vấn đề cần phải khắc phục trong thời gian tới. Theo Bộ trưởng, đến nay tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy vậy, trong giai đoạn đầu mở cửa trở lại của nền kinh tế, số ca nhiễm mới có thể tăng lên, nhất là tại một số địa phương có độ bao phủ vaccine đang còn thấp. Trong bối cảnh đó, các bộ, cơ quan, địa phương cần phải tiếp tục thực hiện nghiêm nghị quyết 128 của Chính phủ, kiên định và giữ vững lập trường quan điểm, đó là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Không e ngại, hoang mang, lo sợ trước diễn biến của dịch bệnh nhưng cũng tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế. Mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin News247 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi. Hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.